today? 22. Now, how is your day? But not is what is the date? I said, how is your day? Okay, your day. Ngày hôm nay của con như thế nào? Normal. Normal. What have you done today? Hôm nay con làm được cái gì rồi? Play game. And sleep. Okay. So, what did we learn the last lesson? Last is unit 8. Unit 8, right? Do you remember anything that we have learned? Do you remember? Con còn nhớ là hôm trước chúng ta học về cái gì không? Phim. Films and vocabulary. All the types of films, right? The types of films and also the key conversation. Bài khóa đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp tục nhé. Rồi. Chúng ta sẽ có các tính từ. Nó có những tính từ có đuôi là ing và có những tính từ đuôi là ed, được chưa? Thế thì bao giờ chúng ta dùng ing và bao giờ chúng ta dùng ed? Dùng ing khi mà chúng ta muốn nói về cảm xúc, được chưa? À, dùng ed khi chúng ta muốn nói về cảm xúc. Ví dụ như là con hứng khởi, con cảm thấy thú vị chẳng hạn, đúng không? Thì là excited, interested, được chưa? Thế còn nếu như con muốn nói về, con muốn miêu tả về tính chất của một cái gì đấy, ví dụ cái phim rất là thú vị cơ, đúng không? Thì con sẽ dùng in nhá, được chưa? Nhớ nhá, có ed và có in này. Khi chúng ta miêu tả tính chất, chúng ta sẽ dùng in. Chúng ta miêu tả về cảm xúc, chúng ta sẽ dùng ed nhá. Ok. Ừ. Rồi, bây giờ con chúng ta sẽ có các cái động từ như này. Con sẽ để nó ở dạng đuôi ing hoặc là đuôi ed nhá, được chưa? A person or a thing is boring. He or she makes you bored. Được chưa? Tức là một cái gì đấy mà nó đang nhàm chán thì nó làm cho bạn cảm thấy chán, được chưa? Tức là cái cột ing này là cột tính chất này. Cái cột ed này là cột cảm xúc nhá. Rồi, nếu mà interesting sẽ thành interesting. Đây là in rồi, đây là ực này là thành gì? Ed. Thì sẽ thành đọc như thế nào? Interested. Có đúng không? Interested có đúng không? Yeah. Đúng không? Rồi. Thứ hai đây, embarrassed. ED rồi, cái này là ing, nữa đọc là gì nào? Embarrassing. Rồi, embarrassing. Tiếp, cái này excited này. Exciting. Đúng rồi, exciting. Rồi, disappointing. Thành disappointed. Đúng rồi. Exhausting. Interesting. Exhausting, exhaust, không có x hot nhá. Exhausting thành exhaust. Tịt. Rồi. Thế là surprise, ED thành surprise gì nào? Surprising. Rồi, surprising. Confusing thành thế nào nào?
Confused. Confused không phải không là confused nhá. Confused. Được chưa? Confused. Confused. Vẫn là thêm ed. Thế nhưng mà chúng ta đọc khác được chưa? Nó không là confused nhá. Rồi. Frightened. Thành gì nào? Frightening. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ con sẽ xem là cái trong câu này chúng ta đang miêu tả về tính chất hay là về cảm xúc nhá, được chưa? Nào, câu 1. The end of the movie, the film was so moved or moving. Moving. Thật không? À, moving đi. Moving tại vì sao? Tại vì nó đang nói về tính chất đúng không? Cái kết thúc bộ phim rất là cảm động đúng không? Chứ không phải là kết thúc của phim cảm thấy cảm động đúng không? Cảm thấy cái gì đấy thì phải là người đúng không? Thì mới cảm thấy được có đúng không? Yeah. Được không? Rồi, moving. Rồi câu 2 nào. Câu 2 nào. Frightened thế nào? Frightened. Rồi, cái này là nói về cảm xúc đúng không? Mấy đứa con trai rất là sợ đúng không? Nói cảm xúc. Rồi, tiếp, câu 3. Waited. Yeah, phê bình. Phê bình. Thức in đấy. Không phải. Các nhà phê bình, cái là phê bình cảm thấy thất vọng đúng không? Đó là cảm xúc mà đúng không? Rồi. Tiếp theo nào. Tôi là chủ của sở đến. Tính chất á, tính in á. I am. Không, tôi cảm thấy mà. Con ơi con, tôi cảm thấy đúng không? Thường thường nhá, cô nói nhá, thường thường không phải tất cả nhá. Thường thường vật là in, người là id được nhá. Thấy chưa? Cứ nhớ thấy cho dễ nhá. Thường thường thôi phải tất cả được chưa? Thường thường vật là in, người là id. Amazed. Không phải amazed nhá. Amazed. Amazed. Tiếp theo. Rồi, we nào. Chúng tôi là người đúng không? Người là it is terrified nhá. Rồi. Bỏ phần này đi. Although, despite và in spite of. Cái này đồng đều có nghĩa là cả ba từ này đều có nghĩa là mặc dù con nhé. Mặc dù. Thế nhưng mà nó lại có khác nhau ở công thức ngữ pháp. Được chưa? Although thì chúng ta sẽ cộng với một mệnh đề. Thế nào là mệnh đề? Mệnh đề là một câu hoàn chỉnh. Là một câu có chủ ngữ và động từ. Được chưa? Although có một chủ ngữ và động từ nhé. Despite và inspire đều có cùng công thức ngữ pháp. Là chúng ta sẽ cộng với một danh từ ở đằng sau đấy nhá, được chưa? Although despite và inspire khác nhau nhá. Rồi, ví dụ although he is so young, đúng không? Although he is so young thì chúng ta sẽ có he is so young là một mệnh đề, đúng không? Có he là chủ ngữ, y là động từ, đúng không? He is so young là một mệnh đề, được chưa? Rồi, despite và inspire sẽ cộng với một verb in hoặc một danh từ, đúng không? Đấy, thì đây sau đấy có being so young, đúng không? Đấy, nó chỉ là có verb in thôi, đúng không? Nó không phải là một mệnh đề, được chưa? Đều có nghĩa là mặc dù nhá. Mặc dù anh ấy trẻ, anh ấy biểu diễn rất là tốt, đúng chưa? Ok. Rồi, bây giờ con sẽ dùng although cộng một clause trên trong cái bảng này nào. Bốn câu mà nhỉ? 5 câu. Chúng tôi thích
cái phim mà Ngọc Khánh xin là mờ, mặc dù gì nào, mặc dù ít người đến đó xem đúng không, mặc dù ít người đến đó xem đúng không, although đúng không, although few people came to see it nhá. Rồi câu hai nào? Chú hai là nó không phải là nó không thành công đúng không? Tức là mặc dù người ta dành rất là nhiều tiền, sử dụng rất nhiều tiền vào cái bộ phim đấy, nhưng nó không phải là thành công. Although hoặc là although nhá. Although Although they spent the lot of money on the film. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Ai cho tôi có xem lại một phim? Tôi không thích nó lắm, đúng không? Diễn viên xuất sắc chẳng đi chẳng hạn, cái việc cái diễn rất là xuất sắc nhưng tôi không thích nào. Cái này là đi sai không, đây là ô dâu hết mà con đi kì vậy. The acting is excellent, đây là một mệnh đề mà, có chủ ngữ là the acting, y là động từ mà, nghĩa là ô dâu cho acting. Excellent. Rồi. Cuối cùng. Câu 4 nào. It was a comedy. Đúng rồi, cái câu này nó chỉ là it was a comedy thôi con ơi. Còn cái câu it is set in modern times này, được chưa? Thì nó lại là kiểu câu dưới nhá, được chưa? Rồi. Tôi vậy. Ô tô thế nào nào? Ocho is what a comedy. Rồi. A comedy. Rồi. Thế câu 5 nào. It's Ocho is he said in modern time. Đọc cả câu. Ocho is he said. Cả câu mà. Ở câu ấy. Câu. Tức là. Ocho. Không. The film is based on a book ấy. The film is based on a book that was written 20 years ago. Although it is set in modern times. Không đọc auto cho cô, đừng đọc auto nhé. Although the. Đấy, ô châu. Ô châu. Đấy là ô châu rồi. Ô châu. Ô châu. Không phải châu. Con đừng có uốn lưỡi nhá. Con để cái lưỡi ra, để ta kẹp giữa hai răng này. Thôi con thở hơi ra và con rụt lưỡi vào. Dơ. 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 Ô châu. Trời. Đấy. Nó như thế nhá, được chưa? Ừ. Ô dâu. Đấy, nó là thế đấy, được chưa? Không phải là ô thâu đâu nhá, được chưa? Ô dâu. Ô dâu. Đấy, chính nó. Ô dâu. Bây giờ con sẽ dùng. Con sẽ dùng ô dâu và despise hoặc inspire cho cô nhá, được chưa? Bây giờ con xem cái mệnh đề đằng sau của nó ấy, là cái phần đằng sau của nó là một mệnh đề. Một mệnh đề thì sẽ dùng although. Còn nếu là danh từ của verb in thì con sẽ dùng despise hoặc inspire cho cô nhá. Rồi tiếp đi. Cái đầu tiên đấy, cái phần đằng sau của nó là the story of the film was good. Thì nó là một mệnh đề, nó muốn vô ý.
Monday. Rồi thì đúng. Although. Không phải thâu. Although. 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 Đấy, although nhá. Although. Rồi, tiếp. Feeling really tired là một mệnh đề, một verb ing hay là một danh từ? Feeling really tired. Một danh từ. Verb ing. Đúng không? Rồi. Yeah. Thế thì chúng ta dùng gì? Beside, beside of. Despite hoặc là in spite of nhá. Despite hoặc là in spite of. Rồi. Tiếp theo. Most of my friends said it wasn't a very good film. Đây là một mệnh đề hay một verb ing? Verb ing. Không. Most of my friends là chủ ngữ. Said là động từ rồi. Nhá. Đó là một mệnh đề rồi. Con phải đọc. Con phải đọc câu và sau đó con phải phân tích nhá. Được chưa? Phải phân tích cho nó là cái gì, được chưa? Rồi thế đây là một mệnh đề rồi, chúng ta dùng gì? Although. Con đừng có chữ, con đừng có bật chữ thờ, đừng bật chữ thờ nhá. Although. Nhá, đừng bật chữ thờ, được chưa? Although. Còn nếu con cứ although thì làm sao mà được, đúng không? Although. 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 Tiếp theo. Careful preparation thì nó là một danh từ, để verb ing hay là một mệnh đề? Chữ chữ verb ing hay là mệnh đề? Mệnh đề. Không. Nếu như con nói là mệnh đề, nếu như con nói là mệnh đề, con phải nói cho cô đâu là chủ ngữ, đâu là động từ. Đây có chỗ nào chủ ngữ, chỗ nào động từ? Chuyện đây là chủ ngữ. Ông con ơi, chúng ta xét chủ ngữ động từ chỉ ở trong cái phần mệnh đề của cái chữ ô dâu thôi, từ cái phần dấu phẩy thì là chúng ta không tính rồi. Chúng ta chỉ tính cái từ cái chỗ ô dâu đến hết cái chỗ dấu phẩy thôi, được chưa? Ừ. Tức là cái gì đấy careful preparation thôi, chúng ta chỉ có khoanh vùng cái chỗ đó thôi, chúng ta xét chỗ đó thôi, chúng ta không xét cái mệnh đề đằng sau nhá. Đằng sau luôn luôn là một mệnh đề rồi nhá. Ừ. Rồi, the careful preparation nó là gì? Danh từ. Rồi, danh từ chúng ta dùng. Ô tô. Danh từ là ô tô à? Mệnh đề mới dùng ô tô chứ. Nhìn ngược lại. Inspire. Và inspire. Rồi. Inspire viết sai. Inspire đấy viết sai nhá. Kệ đi. Rồi, câu 5 này. Chúng ta xét mệnh đề nào nào? Xét chỗ nào? Chúng ta xét chỗ nào đã? The film. Mà chẳng quên quên. Ribbon. Rồi, đúng rồi. Chúng ta xét chỗ đấy đúng không? Chỗ đấy là danh từ, động từ. À, một danh từ, một mệnh đề hay là gì? Danh từ hay mệnh đề. Mệnh đề. Mệnh đề, chơi tiếp đâu, đâu là chủ ngữ? The film. Động từ là what? Đúng rồi, chúng ta dùng Although. Although. Đấy. Although. Đấy gì ta? Viết lại cái câu này, sử dụng các mệnh đề nào. Sử dụng các từ trong hoặc. Oh my god. Tôi không nghĩ Stalin là một diễn viên giỏi. Anh ta rất là tốt trong cái phim Rocky. Ok. Nào biết thế nào nào. Mặc dù tôi không nghĩ anh ấy là một diễn viên giỏi đúng không? Anh ấy diễn rất là hay ở trong phim Rocky đúng không? Rồi con biết thôi, coi thế nào. Biết sao? Không, con nói đi, nói đi. Ai? Ấy, cô đã nói rồi, mặc dù đúng không? Mặc dù tôi không nghĩ đúng không? Thì mặc dù của con là? À, mặc dù. Mặc dù là gì?
Mặc dù là ô dâu đấy. Đúng không? Ô dâu là mặc dù đúng không? Rồi. Dạ. Although I don't think Stallone is a very good actor, he was very phải, he was very good in the Rocky films nhá. Yeah. Rồi. Có cần phải viết không? Rồi. Nào cô hai có thể là làm thử cho cô nè. Cô gì đây nè? Many European film directors have gone to Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. Tức là rất là nhiều cái đạo diễn phim từ châu Âu đã bay đến Hollywood để làm phim. Thế nhưng mà rất là ít người có thể có cái được cái sự thành công giống như là Milos Forman. Nào, viết thử xem nào. Viết thử câu này với mặc dù xem nào. Mặc Many. Mặc dù có. Cô nói tiếng Anh đi. Auto many European film director has gone to Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. Ừ, nó phải ở con ở đâu? Nhớ phải ở chỗ many predictors. Cái này mới khó thật. Là dấu phẩy để tách hai mệnh đề ra thôi. Con đã có hai mệnh đề đây rồi đúng không? Con cho dấu phẩy ở cái chỗ dấu chấm ấy là được rồi nhá. Ừ. Chưa? Tức là chúng ta phải nối hai câu này vào đúng không? Thì phải có dấu phẩy. Thì phải có dấu phẩy thì mới thành một câu được đúng không? Nếu chúng ta vẫn để dấu chấm thì ta sao mà thành được một câu được đúng không? Ừ. Rồi, tiếp. Câu 3 câu này despite câu này khó hơn này. Khi nó bị ra. Mặc dù họ xem DVD cả tối, ngày mai họ phải đi làm, đúng không? Tức là mặc dù ngày mai họ phải đi làm, họ vẫn xem DVD cả tối, đúng không? Rồi, tức là despite having nào. Despite có vowel in, despite having nào. Con sẽ dùng câu 2 trước. Despite having là vowel x rồi. Despite having rồi cộng cộng với tất cả các thứ đằng sau thôi. Dạ. Là despite đây. Không. Con nhìn nhá. Họ phải làm việc cả ngày mai có đúng không? Ừ. Tức là mặc dù phải làm việc cả ngày mai, đúng không? Thế thì chúng ta có công thức là despite có verb in, có đúng không? Chúng ta ở đây có động từ have, thì chúng ta sẽ đánh having. Despite having to work the next day, phải, they watch films on DVD all night. Được chưa? Được không? Hiểu chưa? Hiểu không? Mẹ khó hiểu quá cô. Khó hiểu đúng không? Đấy, chúng ta con phải biết đúng không? Con phải hiểu nghĩa của câu đã nhá. Họ xem TV cả tối, họ phải làm việc đúng không? Tức là chúng ta phải là mặc dù họ phải làm việc ngày mai, họ vẫn xem DVD buổi tối có đúng không? Cái câu của chúng ta sẽ là như thế có đúng không? Ừ. Rồi, despite của chúng ta là mặc dù. Despite của chúng ta là mặc dù này. Despite cộng verb in này đúng không? Despite cộng verb in rồi đúng không? Verb của chúng ta đây là had đúng không? Had mà muốn chuyển had thành verb in sẽ phải là having có đúng không? Had là quá khứ
của have. Có đúng không? Hai là quá khứ của have. Và have mà bây giờ chúng ta còn despise cộng với verb ing, có đúng không? Thì have của chúng ta sẽ thành having. Hiểu không? Yeah. Rồi, tức là despise having to work the next day, phải they watch films on DVD all night. Mặc dù phải làm việc ngày hôm sau, họ vẫn xem DVD cả tối, đúng không? Hiểu chưa? Yeah. Hiểu giờ hiểu chưa? Hợp lý. Giờ hiểu chưa? Chúng ta thấy có despise là cộng với verb ing đấy, thì chúng ta thấy có verb nào chúng ta chuyển hết thành verb ing là được rồi. Yeah. Rồi, được chưa? Verb của chúng ta ở đây là have, chuyển thành verb ing. Tiếp, câu 4. Although dễ hơn này. Although làm cho cô nào. Although he. Chữ đó. Rồi, although he. Has. Performed. Excellently. In many films, he has never won an Oscar for best actor. Rồi, câu 5. Câu 5, con mà làm được bài này, con mà làm được câu này đã hơi giỏi đấy. Câu 5, nhìn trước của mình. Inspired là gì? Inspired bằng despise. Mặc dù lúc the film being cái chữ ending. Rồi, con đọc hai câu này và con tưởng tượng cho cô xem câu tiếng Việt sẽ như thế nào đã. The film begins with a terrible sight. Inspire of cái gì con? Inspire of cái gì đã? Inspire. It. Inspire of sao lại cùng với it được? It. Đây nha. Cái phim bắt đầu bằng một cái thảm họa nhưng mà nó có kết thúc đẹp đúng không? Tức là mặc dù bắt đầu bằng một cái thảm họa, nó có kết thúc đẹp, kết thúc hạnh phúc. Rồi, mặc dù là inspired bắt đầu là gì? Begin. Được rồi, nhưng mà begin ở đây phải là verb ing, phải là begin. Beginning. Beginning, được rồi. Inspired beginning with a terrible disaster. Rồi, phải it had a happy ending the film. Đúng rồi, ending thôi. Đúng rồi, thế thôi là được. Không cần the film nữa đâu nhá, bỏ cái the film đi, được chưa? Hoặc là chúng ta để thành the film has a happy ending cũng được nhá. Yeah. Rồi, tức là inspired beginning with a terrible disaster, phải the film has a happy ending nhá. Được chưa? Hiểu không? Được. Rồi. Ok. Hiểu quá. The film. Rồi, bây giờ con sẽ học cách phân biệt giữa although và however cho cô. Nhá, được chưa? Xương xương nó như thế này. Although thì đằng sau nó cũng có một mệnh đề. Đúng không? Ừ. Rồi, còn however đằng sau nó không cộng với cái gì cả. Mà trước however sẽ phải có dấu chấm và sau however phải có dấu phẩy. Được chưa? Tức là cái chữ tuy nhiên của chúng ta ấy, however là tuy nhiên đúng không?
tuy nhiên là đứng độc lập luôn, không cộng vào cái gì đằng sau nó hết. Hiểu chưa? Hiểu không? Rồi, bây giờ cái chỗ nào mà con thấy nó độc lập thì con điền nhìn however, còn không thì con điền despite hoặc auto cho cô nhá. Tùy theo nó là mệnh đề hay nó là danh từ. Hiểu không? Tôi chỉ thấy câu đầu đó. Rồi, câu đầu là gì? However. However, rồi. Câu 2 chọn gì? Hai chọn cái chữ gì? Nevertheless cũng bằng nghĩa là however, cũng là tuy nhiên nhá. Chị Câu 2 là it's silent. Cái gì cơ? Câu 2 chọn gì? Câu 2 chọn gì? Hai chọn gì nào? Ồ, còn hai chọn gì? Gì cái gì? Despite. Despite, được rồi. Despite, chọn inspire cũng được. Rồi, có ba chọn gì nào? Có ba chọn not can feel. Có ba trừ dấu phẩy nhá. Đâu vậy, trừ dấu phẩy. Ừ, tức là chấm xong rồi gì lấy phẩy nhá. Phẩy. Nhưng mà là dấu phẩy. Chắc cũng despite. Không, có chấm vào cái dấu phẩy về sau phải là however, không ạ? Cô vừa dạy đúng không? Đúng không? Hiểu không? Nhớ chưa? Mình chấm như vậy. Ừ, mình chấm như vậy nhá, however. Tiếp theo câu 4 nào? Câu 4 là con. Châu. Ô dâu, đúng rồi. Câu 5 nào? 5 là despite. Chị thật không? The film was a bit frightening mà. Ủa, đúng mà. Ủa gì không lẽ auto, auto. Auto rồi, auto. Ok. Chú rồi. Cái nút viết ở đây là nút gì ra? Ơi. Cái nút viết này. Nét viết này á? Con viết đúng không? Không có. Không viết á? Ai viết? Không có viết luôn á nha. Con chưa chạm tay vô màn hình luôn á. Thế hả? Ờ. Con chỉ bật rồi nè. Xóa đi thôi. Xóa thì cứ chưa đi say nè. Xóa rồi đó. Ừ, xóa rồi, con xóa rồi. Các cái này an toàn. Con có thể vẽ được vào mà. Nhưng mà đi học vẽ được gì? Con có cái nút cái hình bút chì đúng không? Thôi con vẽ được vào mà. Rồi. Listen nhá. Bài này listen nhá. Nghe nữa. Ừ, nghe. Nghe đó, đi đi đấy. Con điền vào thôi, con điền vào thôi. Nghe nữa hả? Ủa sao kêu nghe? Ủa sao không nghe sao không biết? Nghe được không? Có rồi. Nghe được gì không? Không nghe được gì không? Không nghe được gì à? À. Hết rồi. Chị. Ồ, vừa lại rồi. Tí gì đấy? Vậy coi chút. Thôi, bắt đầu nghe. Unit 8. Page 21. Communication. Activity 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.
Excuse me, Young. I'm doing a survey about favourite actors. Would it be okay if I asked you a few questions? Sure, go ahead, Nick. Who do you think is the best actor? It's Tom Cruise. And who do you think is the best actress? I think Angelina Jolie is. Thank you. Unit 8, page 21. Communication. Activity 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. Excuse me, Young. I'm doing a survey about favorite actors. I'm doing a survey, đúng không? Survey là gì? Survey là gì biết không? Survey là một cái nghiên cứu nhá, được chưa? A survey. Would it be okay if I asked you a few questions? Rồi. Survey nhá, được chưa? Tiếp theo. Sure, go ahead, Nick. Who do you think is the best actor? Who do you think is the best actor? Actor là gì? Actor. Cái gì mà? Nghề nghiệp gì á? Actor là gì? Actor. Actor. Là diễn viên nhá. Được chưa? Who do you think is the best actor? Diễn viên. Rồi. Sẽ trả lời là ai nhá? It's Tom Cruise. It's, and who do it's Tom Cruise. Đúng không? Tom Cruise, đúng không? Tom Cruise. Rồi, tiếp tiếp nhá. Who do you think is the best actress? Rồi, who do you think is the best actress? Actress là gì? Actress cũng vẫn là diễn viên. Actor là diễn viên nam, actress là diễn viên nữ, nhá. Đấy, actress viết như này. I think Angelina Jolie is. Thank you. Angelina Jolie. Yeah? Yeah. Okay. Rồi, Titanic. Chúng ta đọc lời Titanic nhá. Titanic, Titanic is a romantic film, nghĩa là một phim lãng mạn. Rồi, which was created by James Cameron, tức là được diễn bởi James Cameron đúng không? However, it's also about a disaster. Tuy nhiên thì nó cũng liên quan đến một cái thảm họa đúng không? It stars, tức là nó mời ngôi sao Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, là hai diễn viên này đúng không? Yeah. The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. Tức là cái phim là nói về cái sự đắm tàu, sink là đắm đúng không? Đắm tàu của cái con tàu Titanic trong cái lần đầu, từ cái lần ra biển đầu tiên của nó. Voyage là lần đi biển nhá, đi biển, được chưa? The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Carter. Cái hai cái diễn viên, hai cái nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Carter, được chưa? Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Jack đã cứu Rose khỏi tự tử khi mà cô ấy đang ở trên con tàu, được chưa? Although they are different, they are from different social classes. Mặc dù họ đến từ các cái tầng lớp xã hội khác nhau. Và tầng lớp xã hội khác nhau, con biết là ai là người nghèo, ai là người giàu không? Con xem phim này chưa? Chưa. Con xem phim Phương Đức không? Ừ. Rồi, phim này thì có Rose, người con gái, là người giàu. Và Jack là một người nghèo, được chưa?
Mặc dù họ đến từ những cái tầng lớp xã hội khác nhau và Rose thì đã đính hôn mất rồi. Nhưng mà họ, they fall in love, họ yêu nhau, được chưa? The film has a sad ending. Cái phim nó có cái kết thúc rất là buồn. The Titanic sinks and more than 1,000 people die in the disaster. Cái con tàu bị đắm và hơn 1,000 người chết, including Jack, và trong đó có cả Jack. Critics, tức là Jack chết nhá, cuối cùng cuối phim là Jack chết và Rose không chết. Critics say it is a must see. Các cái nhà phê bình thì bảo là đây là một bộ phim phải xem, được chưa? Must see, chắc chắn phải xem ý. I agree because the story is moving and the acting is excellent. Tôi đồng ý bởi vì cái câu chuyện rất là cảm động, moving đúng không? Và cái diễn viên rất là giỏi. The special effects, visuals and music are also incredible. Các cái special effects là các cái hiệu ứng đặc biệt ý. Visuals là kiểu hình ảnh và nhạc rất là tốt. Titanic is a very sad film. Đó là một cái phim rất là buồn. Nevertheless, tuy nhiên tuy thế, rất là nhiều người thích nó. Go and see it if you can. Bạn cứ đi xem thử đi thì biết. Được đăng lên bởi Nick vào 5:30. Rồi. Giờ chúng ta trả lời câu hỏi nhá. What kind of film is Titanic? Phim Titanic là loại phim gì? Phim romantic. Romantic film, đúng rồi. Rồi. Who does Titanic star? Titanic mời diễn viên nào nè? Cái ông gì mà Jack Dawson? Không phải. Jack Dawson là nhân vật trong phim, còn không phải là diễn viên nhé. Diễn viên là ai nhỉ? Diễn viên là ông. Trong đấy hết mà. Nhìn xem. Sao là star cái gì? Star đâu? Star đâu nào? Cô quan chọn cái. Đây này, star đây này. À, ông Leonardo DiCaprio. Và Kate Winslet. Rồi. Mình sao đọc kỹ vào nhà. What is it about? Nó nói về cái gì? Nói về đám tàu. Rồi, cứ con phải nói đi. Chữ ship nè. The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. Rồi. How is the ending of the Titanic? Cái kết thúc hình như nào? Kết thúc rất là... Cái chữ kết thúc về Titanic. Kết thúc. Kết thúc rất là buồn. Nói về nói như thế nào? Tìm chữ N đi. À đây. The film has a sad ending. Tức là the ending is sad, đúng không? Cái kết thúc nó buồn, đúng không? Rồi. What do critics say about it? Nhà phê bình nói gì? Nhà phê bình cảm nhận như thế nào? Người coi phim. Cái chữ critic. À đây. Critics say it is a must see. Đúng rồi. I agree. Bỏ cái I agree đi làm gì cần I agree. What do you know about the character of Titanic? Có biết gì về các cái nhân vật nào? Qua cả bài đọc này có biết gì về các nhân vật nào? Jack Dawson. Là tên đúng không? Jack Dawson và Rose DeWitt Bucketter đúng không? Rồi gì nữa? Gì nữa? Là cái ông Leonardo. Không, chả liên quan gì. Con biết gì qua cái bài này về hai nhân vật này? Đầu tiên là tên đúng không? Và cái tình tiết như thế nào? Đám tàu. Tình tiết là họ Jack save Rose from đấy, còn cả cái đoạn đấy đấy.
Nghe thấy chưa? Chất đái à? Không. À. Chắc xếp rô á, phải à? Ừ, đấy, chỗ này đấy. À, chắc xếp rô from culinary cell during the training on board the ship. Tiếp. Ship or the tàu say from the field. Different. Different social class, social classes, and those already and engaged. They fall in love. Đúng rồi, đấy, đấy là những cái vấn đề về đó, cả đoạn đấy mà không biết gì đúng không, thì trong bài nó kể bao nhiêu thứ con đề hết, phải liệt kê hết ra chứ, đúng không? À, rồi hôm nay chúng ta học đến đây nhá. Hôm nay chúng ta đã học về gì rồi? Hôm nay chúng ta học về một bộ phim, cái là những cái mặt gì đây, mệnh đề. Ừ, mệnh đề gì? Mệnh đề là gì ta? Nhánh từ. Although đúng không? Although this by inspired, however có đúng không? Và chúng ta học về cả in và ed rồi đúng không? Yeah. Rồi, nhớ nhá, về tập về nhà nhớ xem lại bài nhớ chưa? Yeah. Rồi, ok, bye bye. See you See you again. Sẽ gặp lại con vào một ngày hôm nào đó, cô không nhớ lịch lắm. Rồi ngày thứ năm. Okay, on Thursday. Thứ năm con có học được vào 7 giờ không? Thứ năm vào 6 giờ. Nhưng con học được vào 7 giờ không? Học giờ nào cũng được cô. Ừ, thế à, thì con học được vào 7 giờ thì học nhá. Dạ, 7 giờ. Okay. Yeah. Bye. Bye.